vụ Việt Á, công an và quân đội đá nhau, đâu là nguyên do đấy? Vụ Việt Á là vụ doanh nghiệp bắt tay quan chức, thịt người dân để mà kiếm tiền, đút túi. Từ khi dư luận dự án, vụ án chưa bị khởi tố, dư luận xã hội đã lên tiếng quá nhiều về việc cưỡng ép xét nghiệm COVID-19. Điều đang nói là chính những người dân, những nạn nhân của tập đoàn Ma này đã lên tiếng trước tiền. Tuy nhiên, việc đúng người đúng tội trong vụ án này là cả một vùng xám không biết đâu là thật. Đã có rất nhiều vụ án oan rành rành nhưng chính quyền vẫn không chịu thừa nhận có thể kể ra như vụ Hồ Duy Hải, vụ Nguyễn Văn Trường, vân vân hay những vụ án bất công dành cho những nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Toán Việt Nam làm án một cách tùy tiện, kết án theo chỉ thị từ bên trên, chứ không phải từ kết quả điều tra nghiêm túc, bài bản, khoa học và tôn trọng quy trình tố tụng hình sự. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long bị lính của Tô Lâm còng tay dẫn đến tòa. Với vụ án Việt Á, dù Bộ Công an có điều tra thế nào thì cũng được dư luận ủng hộ. Những người đứng đầu trước vành móng ngựa khó có thể nói là vô tội với hậu quả nặng nề mà người dân bắt buộc phải gánh chịu bởi chính sách bất hợp lý mà họ thực thi trong thời kỳ đại dịch hoành hành. Nó dẫn tới rất nhiều cái chết cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, Thời báo chấm đã nhận được những thông tin từ một nguồn tin khả tín nói rằng Bộ Công an của ông Tô Lâm cũng điều tra vụ Việt Á theo kiểu áp đặt, không tuân theo quá trình tố tụng. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở bởi rất nhiều vụ án oan, tội án chính trị đã chứng minh điều đó. Nguồn tin cho biết ông Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, không thừa nhận việc đã nhận 2 triệu đô la. Và ông Nam Liên, cựu vụ trưởng của kế hoạch tài chính Bộ Y tế, cũng nói rằng ông không nhận 100.000 đô la. Nhiệm vụ chứng minh hai ngày đã có tội hay không là trách nhiệm của nhân viên điều tra và họ đã phải làm đúng theo quy trình tố tụng. Tuy nhiên, với cơ quan điều tra của Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm, thì họ không cần chứng minh bị can có tội hay không. Họ chỉ cần ghép tội là được. Hơn nữa, một khi đã ép buộc thì sẽ ép cho nặng hơn nữa tội khác. Ông Trung Quốc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ học và Công nghệ cũng bị dẫn giải đến tòa. Ở các nước dân chủ, công tố, điều tra và tòa án làm việc độc lập và có quyền thu thập bằng chứng nếu một bên vi phạm quy trình tố tụng thì bên còn lại sẽ tuyết còi buộc phải điều tra lại. Còn ở Việt Nam, cả ba cơ quan trên đều thờ một chủ, đấy là Đảng Cộng sản. Khi một vụ án được trên cao chỉ đạo là có tội, thì cả ba cơ quan này sẽ cùng nhau nặn ra cho bằng được cái tội của họ, bất chấp chứng cứ. Đấy là sự việc khác biệt về bản chất giữa tố tụng ở Việt Nam và tố tụng ở các nước dân chủ. Cho nên, khi công an không chứng minh được tội của bị can, thì họ sẽ tìm mọi cách để mà ép tội có thể là bức cung, nhục hình, tra tấn, có thể là dùng thân nhân để mà uy hiếp. Hai cơ quan tố tụng còn lại sẽ hùa theo, thậm chí báo chí cũng được huy động để đăng bài và đăng theo những gì mà công an cung cấp. Vì vậy, ông Nguyễn Huỳnh và ông Nam Liên không có quyền lựa chọn. Nếu cường quyết bảo vệ ý kiến của mình thì cả hai có thể sẽ bị tuyên án rất nặng. Còn nếu chấp nhận kịch bản của công an thì cái giá phải trả sẽ rẻ hơn một chút. Từ chỗ ép cung dẫn đến kết quả làm án khác nhau cùng một vụ việc Việt Á mà bên quân đội và công an cho ra kết quả điều tra khác biệt rất nhiều. Trong đó phải kể đến việc bộ kit test là thật của là của ai, bên quân đội kết luận là không phải là kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y. Trong khi Bộ Công an kết luận là các bị cáo tại công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số đơn vị liên quan có hàng loạt sai phạm biến kết quả nghiên cứu kit xét nghiệm test COVID từ tài sản nhà nước thành tài sản của công ty Việt Á. Bộ của ông Tô Lâm được cho là nghiệp vụ rất kém nhưng ép cung và tra tấn người dân thì lại rất giỏi. Sự thật thì đó chỉ là một, nhưng sự ngụy tạo thì có rất nhiều. Nếu cả quân đội và công an đều điều tra đúng người đúng tội thì kết luận phải giống nhau. Tại sao lại có kết quả điều tra khác nhau, một trời một vực đến như thế? Điều này cho thấy có sự làm án tùy tiện trong ngành điều tra và thêm một lần nữa củng cố cho thông tin từ bên nhà cung cấp nói rằng ông Tô Lâm đã không tuân thủ quy trình tống tụng mà dùng ép cung để có được kết luận điều tra như ý muốn của ông. Biết rằng những người liên quan đến Việt Á là có tội, nhưng liệu công an điều tra có bằng công bằng với họ hay không? Đó là câu hỏi rất lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm ngày hôm nay với bản tin Vụ Việt Á, công an và quân đội đá nhau, đâu là nguyên do? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vét tiền dân tống vào lăng và những tượng đá vô bổ, đảng đã vì dân như thế đấy. Vào hồi tháng 8 năm 2023, tờ báo tuổi trẻ có bài phóng sự công nhân trong bão giảm việc làm. 100.000 đồng xài trong một tuần, nói về đời sống cơ cực của người lao động trong thời kỳ. Việc làm thì ít mà lao động thì đông. Đó là tình hình chung cả năm và chắc chắn nó còn kéo dài sang năm 2024. Hồi cuối tháng 11 năm 2023, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11 đầu năm 2023 có đến 160.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Đấy là những gì báo chí cho biết, còn thực tế thì không khó chứng minh hãy đi dạo phố phường các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Sài Gòn và Hà Nội, nơi có nền kinh tế năng động nhất Việt Nam, thì sẽ thấy tình trạng kinh doanh tệ hại đến như thế nào. Nhà mặt tiền kiếm không ra người thuê, số đang thuê thì phải trả mặt bằng vì gồng không nổi. Người dân nghèo khốn khổ nhưng đảng đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng mỗi tượng đài Hồ Chí Minh, có hàng chục tượng đài, thậm chí hàng trăm tượng đài, hàng nghìn tượng đài như thế. Trong tình hình kinh tế khó khăn thì thành phố thành phần lao động chiếu động tác động nặng nhất những chủ doanh nghiệp dù có giải thể thì họ cũng không đến nỗi kiếm không ra một ngày ba bữa như người lao động Việt Nam tình hình khốn đốn đến mức tuyên giáo đã chỉ đạo báo chí viết bài nói rằng 38% người dân châu Âu không đủ ba bữa ăn mỗi ngày <laughs> Cứ mỗi khi báo chí viết bài dạng như thế thì phải hiểu đấy là tình hình Việt Nam chứ không phải châu Âu. Việt Nam là đất nước không an sinh, đảng thu thuế của dân rất nhiều nhưng không lo an sinh cho dân dù một phần. Ở Việt Nam học sinh đã không được trợ cấp mà ngược lại họ còn bị nhà trường tìm mọi cách để móc túi. Nguyên nhân là đảng chi cho Bộ Giáo dục quá thấp chỉ bằng 1 phần 15 so với Bộ Công an thì lấy đâu ra tiền mà trợ giá cho ngành giáo dục. Ngành y tế cũng như vậy, ở Việt Nam người dân đến bệnh viện thì phải đóng đủ mọi chi phí, nhà nước không trợ cấp một xu nào cả. Với ngân sách chi phí cho bộ y tế chỉ bằng 1 phần 16 so với bộ công an thì bộ này lấy tiền đâu ra mà trợ giá chữa trị cho dân? Phần tiền để tài trợ cho người bệnh đã bị đảng dồn hết cho công an rồi lấy đâu ra cho dân để mà hỗ trợ chi phí y tế. Đảng đã vét tiền của dân quẳng vào tượng đá vô bổ khắp nơi, ngoài chuyện chi ngân sách một cách bất công và toàn dân thì đảng đã thà dùng tiền quẳng vào những nơi vô nghĩa, chứ dứt khoát không hỗ trợ dân nghèo. Ví dụ như mới đây, tỉnh Cà Mau đã khởi công xây dựng cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, kinh phí tới 176 tỷ đồng. Trong khi đó, công nhân không có việc làm đã phải dùng tới 100.000 đồng cho một tuần, sao cho đủ chi thì chính quyền lại quảng tiền vào tượng đá như vậy. Số tiền này bằng 30 năm, ngàn năm ăn của người dân nghèo đã dùng tại sao có thể tính đến như thế và trên cả đất nước này tượng đài hàng trăm hàng ngàn tỷ thì lại đếm không xuể đảng đã móc họng dân nghèo và quẳng vào những tượng đá vô bổ đảng đã vì dân như thế theo nghị quyết số 105 mới ban hành vào hồi tháng 10 năm 2023 vừa qua chi phí cho lăng ba đình là 291 tỷ đồng tính ra mỗi ngày cái lăng này ngốn hết khoảng 800 triệu đồng nếu so sánh số tiền ăn mà công nhân nghèo đang phải ăn sao cho đủ 100.000 trong một tuần, thì số này gấp 56.000 lần, tức là xác chết của ông ăn gấp 56.000 lần người sống. Người chết ăn 800 triệu đồng mỗi ngày, còn người sống có 100.000 đồng trong 7 ngày. Hơn là hết, người dân nghèo cần được trợ cấp về kinh tế khi khó khăn. Nhà nước của dân và do dân thực sự không bao giờ đốt tiền, trong khi đồng bào khốn khổ đến như thế. Mặc dù đảng cho tuyên giáo mở hết công suất, để nói về thứ nhân văn của đảng, nói về thứ nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng sự thật thì ngược lại. Đảng không bao giờ nghĩ đến dân, bởi từ khi mới thành lập, đảng đã xem dân là nguồn lợi để mà chiếm dụng và khai thác. Dù trước đây gần bộ 80 năm hay bây giờ vẫn như thế, không khác về bản chất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Vết tiền của dân tống vào lăng và những tượng đá phố bổ. Đảng đã vì dân như thế đấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm